Sáng 22 tháng 11, tại hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy đặc biệt lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã triệt phá 19.754 vụ, bắt 29.934 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 677 kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 259 kg cần sa, 104 kg thuốc phiện, 185 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan, truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế. Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức đấu tranh khám phá 78 vụ, bắt giữ 260 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ gần 100 kg heroin, 781 kg ma túy tổng hợp, làm rõ các đối tượng trong chuyên án đã mua bán vận chuyển trên 1,6 tấn ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam cùng nhiều vật chứng có liên quan. Theo thông tin từ C04, trong các chuyên án đã đấu tranh đáng chú ý có chuyên án mang bí số 322D. Đây là đường dây buôn ma túy từ nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số lượng lớn. Theo đó, giúp sức cho Nguyễn Văn Thơm là gần chục đối tượng cộng cán sinh sống ở nước ngoài, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 24 tháng 6, C04 chủ trì phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước ngoài và lực lượng chức năng của nước bạn truy bắt Nguyễn Văn Thơm khi đang lẩn trốn ở khu vực biên giới. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Quá trình điều tra, Thơm thừa nhận đã mua bán trái phép trót lọt 6 chuyến với trên 200 kg ma túy. Tháng 5 năm 2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, còn gọi là Oanh Hà, 65 tuổi ở thành phố Hải Phòng, chị gái của Dung Hà trùm giang hồ trong vụ án Nam Cam, thu giữ 74 kg ma túy, bắt 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Anh bỏ trốn sang nước ngoài. C04 trao quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23 tháng 9 năm 2022, C04 đã phối hợp cùng cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy là 2 đối tượng trong chuyên án, Nguyễn Ngọc Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh và Vũ Hoàng Anh, đối tượng truy nã quốc tế về ma túy. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 đã chủ động triển khai lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chương trình kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh mạnh, quyết liệt với tội phạm ma túy, phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, góp phần tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.